thưởng rất nhiều bạn ạ. Nguyên. Xin chào và đặc biệt là Hương đây. Yeah, một chúc cả mọi người vui vẻ nha. Đấy các bạn ơi, mình mới có thành viên mới, học viên mới. Xin chào mọi người nha, mình là Nguyên đây. Rồi, đấy. Các bạn ạ, đây là Nguyên các bạn nha. Đấy, Kỳ Nguyên thì cũng là Nguyên này cơ. Đây là Thảo Nguyên các bạn ạ. Kia là Kỳ Nguyên. Thì các bạn ơi, hôm nay các bạn ạ, để chào đón thành viên mới thì bọn mình sẽ làm đó là mì trôi các bạn nha. Nguyên ăn, em ăn mì trôi rồi chưa? Chưa. Rồi, đấy thì hôm nay mình sẽ cho Nguyên thưởng thức mì trôi của bọn mình các bạn nhá. Nhưng mà các bạn ơi, hôm nay bọn mình sẽ không phải là ăn mì trôi ở trên cạn đâu các bạn ạ. Hôm nay đó là thử thách ăn mì trôi ở dưới nước các bạn nhá. Hiểu chưa? Hiểu. Lạnh nhá mọi người. Lạnh thì ăn nó mới cảm nhận được cái mì trôi nó như thế nào, hiểu chưa? Hiểu rồi. Thì các bạn thấy video này mình hay thì like và chia sẻ video ủng hộ mình các bạn nhá. Có bây giờ chúng ta sẽ đi chặt tre để làm cái ống tre để thả mì trôi lên các bạn ạ. Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta đi chặt tre nhá. Yeah. Let's go. Các bạn ơi, từ bìa đến lớn mình vác cây tre to nhất và nặng nhất các bạn ạ. Mệt lắm. Nặng hơi nào bạn ơi? Đâu rồi? Nguyên đâu? Yeah. Đấy các bạn ơi, cặp tre đã về các bạn nhé. Bây giờ là mình sẽ dốc cây tre ra bạn nhé, bổ đôi ra. Các bạn ơi, mình vác nặng chết vai rồi các bạn, khả năng vẹo một vai. Rồi, đấy, yếu đuối các bạn ạ, Thảo Nguyên yếu đuối hơn Kỷ Nguyên. Kỷ Nguyên to hơn Thảo Nguyên. Dốc bạn ơi. Ok. Đấy, bây giờ mình sẽ dốc đôi cái cây tre ra bạn nhé. Để thả mì trôi vào chỗ này các bạn ạ. Các bạn ơi, mình ngồi giữa cây xong tròn nó đỡ trôi chè nha các bạn nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ dắp cái cây chè bạn nha, đúng thứ của nó các bạn ạ. Đấy. Đấy, lấy cái này đập cho nó. Đấy, chè này nó già lắm các bạn ạ. Đang lớt rồi. Đang lớt rồi các bạn thấy chưa? Đấy, nhìn chưa? Rồi, dóc đây. Đấy, hạ tre xuống để dóc các bạn nhá. Đấy, trẻ được rồi các bạn ạ. Đấy các bạn nhìn này. Ôi, các bạn chưa? Từ từ. Đấy các bạn ơi, cứ từ các bạn nhá. Đấy, ui, đen xì các bạn này. Ôi. Đấy. Anh Hoàng ơi, đợi, đừng nó bẻ nó cong, nó dập đấy. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Đấy, các bạn chưa? Wow. Xong rồi các bạn nhá. Lật. Lật nào. Đấy, xong rồi các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp các bạn này. Bây giờ mình sẽ đi mài cái đục cái này các bạn nhá, để cho nó để thả mì nó sẽ trôi dọc đây các bạn ạ, nó không bị mắc các bạn nhá. Đấy. Nhìn chưa? Đấy, chỗ này hơi bẩn các bạn ạ, sẽ phải mài rất là sạch kỹ các bạn nhá. Đấy, ống tre rất là đẹp. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lấy cái đục này để đục cái tre các bạn nhá. Yes. Đây các bạn này. Cái mẫu vào đi các bạn ạ, sau đó mình lấy cái máy mài mình mài các bạn nhé. Kỳ công vết đấy các bạn ạ. Đấy các bạn thấy chưa? Kỳ công vết đấy các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, rất là kỳ công các bạn nhé. Đấy, cả cái đục bên này nữa các bạn này. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mài nhẫn cái ống tre bạn nhá. Dùng cái này các bạn để mài các bạn ạ. Đấy. Mình bắt đầu mình mài nhá các bạn nhá. Yeah.
Đấy các bạn ơi, mình đã mài xong hết rồi các bạn nhìn chưa? Đấy, xong hết rồi các bạn nhá, đến cả ngọn luôn các bạn này. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi làm cầu để thả mì trôi các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu là kê cái tre này để cho nó chảy các bạn nhá. Mình sẽ dòng chảy bắt đầu từ cây sung này các bạn ạ. Đấy, nó sẽ dài ra tận đây các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đấy các bạn ơi. Yeah. Ý trưởng thành luôn các bạn ạ. Đây có thể nói là mì trôi dài nhất Việt Nam luôn các bạn nhá. Đấy, dài nhất tận đầu này các bạn này. Đấy các bạn nhìn chưa? Đây nữa nhá, tận đầu này các bạn ạ. Và các bạn ơi, mình sẽ làm mì trôi dưới nước các bạn nhá. Đấy, chảy dưới nước này các bạn này, dưới cái hồ các bạn nhá. Rồi, đi thôi. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình bắt đầu đặt cái ống tre này lên cây sung các bạn nhá, để làm dòng dọc các bạn nhá. Rồi. Đấy, cho vào đây các bạn nhá. Em có dốc cầu nào thì buộc cầu đấy. Đấy nha, anh ấy bỏ anh mình cho gần gần thì nữa. Đấy, cho đấy mà giữ nhá. Thế phải đóng cọc vào. Cho lên thì nữa anh ơi. Đóng cọc vào. Cho lên tầm 20. Chỉ bằng đấy thôi. Đấy các bạn ơi, được một cây rồi các bạn nhá. Em thử thả qua sung anh nhìn nào. Đấy. Được à. Rồi các bạn ơi, trôi đấy các bạn ạ. Nhìn thấy chưa? Đó. Ok, bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái ở đây xuống dưới này, dưới hồ các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, mình làm cầu thứ hai các bạn nhá. Mình bỏ cái treo đây nào. Đây, các bạn ơi. Khẽ lựa các bạn, phải lựa. Quá ok. Cho dài vào đây tí á. Quá ok. Rồi, đấy, các bạn ơi. Đây các bạn nhìn này. Đấy, sang cầu này nữa nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, mình sẽ làm tiếp một cái cầu nữa các bạn nhá. Đấy, anh Hoàng cho cái cây kia vào đi. Đấy. Đây các bạn nhá, cho vào máng tiếp theo các bạn nhá. Đấy. Kiểu thế các bạn. Yes. 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 Rồi. Đấy các bạn ơi, mình để đây các bạn nhá. Đó. Rồi các bạn ơi. Đấy, thế là bọn mình đã làm xong cái cầu ống tre các bạn nhá. Đấy, yes. Các bạn chưa? Đấy, quá dài các bạn ạ. Đấy, cây sung các bạn ạ. Chỗ này phải dài 15 mét các bạn ạ. Đấy, biệt 20 mét hết chưa? Đấy, chỗ này cũng phải hơn 30 mét các bạn nhá. Thì các bạn ơi, bây giờ bọn mình sẽ đi về lấy đồ ăn để ra đây để thả mì trôi các bạn nhá. Đấy, coi như là gần xong rồi. Bây giờ chúng ta đến công đoạn đó là thưởng thức các bạn ạ. Wow. Rồi, wow. Đi thôi. Yeah. Các bạn ơi, đây đồ ăn của mình đã chuẩn bị rồi các bạn nhá. Đây là mì lạnh này, mì Hàn Quốc các bạn nhá, trứng cua này, cá viên chiên rồi xúc xích hồ lô các bạn nhá. Quá ngon luôn. Thì bây giờ các bạn ạ, mình sẽ bắt đầu trèo lên cây sung các bạn nhìn này. Đấy, và nước là mình sẽ dùng nước bình này các bạn nhá. Đây các bạn nhìn này. Xong bọn mình ở dưới kia bọn mình ăn các đấy. Bạn ạ. Và những người chơi người tới chúng ta sẽ xuống dưới kia để ăn các bạn nhá. Và cho Lương với lại Bình ở trên này thả đồ ăn. Hiểu chưa? Rồi. Rồi, ok, lên đây. Yes. Các bạn ơi, đồ ăn của mình đã chuẩn bị đây rồi các bạn nha. Đó. Thì hệ thống nước thì cũng đã chuẩn bị hết ở đây rồi các bạn ạ. Dùng nước bình các bạn nhá. Bấm thì nó sẽ chảy xuống dưới kia các bạn ạ. Đấy các bạn chưa? Đồ ăn rồi. Rồi. Người chơi ta đói em rồi. Đấy, Lương sẽ nhiệm vụ thả đồ ăn chưa? Ok anh. Ok. Nguyên sẽ nhiệm vụ là tưới nước chưa? Ok anh. Ok. Đấy. Hệ thống nước và hệ thống đồ ăn mọi người nhá. Người chơi ta xuống đây. Xuống dưới nước ăn mì trôi đây. Mì trôi đây. Đấy các bạn ơi, xuống đây. Đấy, lạc trôi. Đấy. Tao cho hậu lùn ở dưới. Thôi, thấp nhất là mình sẽ đứng ở đây các bạn. Rồi, cho đến Nguyên. Hậu lùn nhất đứng dưới chỉ còn nhịn thôi các bạn. Rồi, ok, Nguyên. Mình đứng đầu mình đã gặp hết. Rồi. Thôi mình đứng thứ hai các bạn. Ui. Cho nhịn hết. Các bạn. Đấy. Lại các bạn ạ. Vừa ăn mì trôi dưới nước bao giờ chưa? Em chưa, chưa cả ăn dưới nước chưa. Rồi, cảm giác nó sẽ khác với lại ăn trên cạn bạn nhá. Mới lạ các bạn ạ. Thả đi. Chưa. Chưa. Vào vị trí đi, sắp xếp vị trí đi, Nguyên đứng đây nhá, hỏi Nguyên nhá. Đấy. Bom rơi các bạn ạ. Mới bắt đầu nhá. Ăn đi, thả đi, thả nước cơ đi. Đấy các bạn ơi. Xích hồ lô các bạn ơi. Xích hồ lô này. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon lắm các bạn ơi. Mì đâu rồi, mì đây, mì đây. Mì, mì. Mì. Ôi, đây các bạn ơi, nhìn này, nước chảy này. Mì các bạn ơi. Wow, sức kia luôn. Mì, thả mì đây. Game. Thả
Đấy các bạn ơi, rất nhiều rồi anh ơi. Nghe chưa thế nào? Nước chảy mạnh quá mà. Chưa biết nào các bạn ơi. Chưa biết nào. Đấy, xúc siêu lô các bạn này. Đấy, ngon chưa? Ngon lòng con. Ngon lòng, xúc siêu lô. Mì, mì này. Ôi anh Hằng vẫn hết mì không? Đấy, trả cho xem nữa, em chưa biết nào. Đấy, các bạn ơi. Mình đứng đầu ạ. Rồi. Cố lên. Ngoan quá các bạn ơi. Đấy. Quá nhiều luôn. Trứng cút, trứng cút. Trứng cút này các bạn. Xúc xích này. Wow. Nó bị tắc như này ra nhiều lắm. Các bạn ạ. Ui. Đá rồi anh Hoàng ơi. Đấy anh Hoàng. Ui. Nó đang xuống từ từ các bạn ạ. Đấy. Mắc mắc. Hơi nước các bạn. Hơi nước các bạn ạ. Hơi nước các bạn ơi. Đấy thì sao nó xuống hết các bạn nha. Đấy. Thổ Nguyên nha với lại. Mình không ăn được. Không được ăn các bạn. Đây 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 đây. Đã đến lửa. Dưới. Này. Ăn đây anh đi. Đấy. Của em ấy. Đây. Anh em. Ôi ơi, mình là quả trứng cút nha con. Mình sao được quả trứng các bạn ơi. Mình cho nào ơi. Đấy, ăn được cả mì luôn bạn nhá. Ngon. Ngon. Đây còn làm quả trứng cút ạ. Ngon đây là ngon luôn. Mì trôi ạ. Mì chấm với cái xô ạ. Ngon các bạn. Mình chưa ăn như này bao giờ các bạn ạ. Vâng. Cố lên. Ô. Các bạn ơi. Còn nghiến đi. Đấy. Ai bảo đứng ngoài đứng đằng sau. Đấy, đứng sau là sẽ thiệt các bạn. Cho anh miếng nào. Tôi ăn mì rồi. Đấy. Ui, mì hảo ơi. Đấy. Đấy luôn các bạn. Mình chưa ăn kiểu này bao giờ các bạn. Ngon. Hấp dẫn các bạn. Ngon lắm. Đấy, đây này, họ được mì trôi này. Wow. Ngon, họ ở cuối cũng ngon các bạn ạ. Mắc mắc mắc. Mắc mắc mắc. Ngon ngon ngon. Mắc mắc. Mắc. Wow! Nhiều. Tháo đây. Nhiều. Wow! Đấy, ăn ở dưới nước này rất là thoải mái mà là. Nếu mà cái chỗ này rớt xuống thì cá lại ăn cho bạn nhá. Wow! Ui, họ được nhiều các bạn ơi. Đấy. Cố lên. Wow! Tắc rồi các bạn ơi. Hôm nay đi ra nước hơi yếu các bạn ạ. Hôm nay nước hơi yếu các bạn nhá. Đấy. Gặp hết này. Gặp hết. Rồi. Quê mì này. Rồi. Hậu ăn đây Hậu ơi. Bây giờ cho Hậu lên các bạn nhá. Cho Hậu lên thay bình nguyên dưới đây các bạn ạ. Để cho nó mạnh các bạn ạ. Đấy Hậu ăn lo chưa? Ngon Hậu. Rồi lên thay nguyên lên cho nguyên xuống dưới này lên. Ok. Đấy. Đấy. Quá ngon. Ngon không ạ. Ấp dán quá các bạn. Trứng này. Mắc rồi, đấy. Wow, mì 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 trôi. Đấy các bạn ơi. Yeah. Đấy mì đây, mì đây. Wow, wow, wow. Ôi mình gặp mì quá các bạn ơi. Quá quá anh. Wow, wow, wow. Đấy mì các bạn ơi. Đấy mình chơi bát, chơi kê bát các bạn ạ. Chè bát. Đấy, rồi. Xin một lô bạn ơi. Ăn đi. Nguyên ăn đi. Đấy các bạn ơi, rất nhiều. Rất nhiều. Đấy, rất nhiều luôn các bạn ơi. Wow. Đấy, mạnh chưa này. Nguyên kê ở kia. Đấy, bia các bạn ạ. Nguyên cái kiểu bia. Wow. Đào một bạn ơi. Đấy. Wow. Đấy các bạn ơi, họ mới lại được căng thẳng nha. Wow. Bắt đầu Đấy. Anh cho em nữa, anh bên kia tay ăn hết, anh không cho em. Còn cái lịt. Còn cái lịt nha. Wow, nó chảy mạnh quá. Ôi, không dắt được. Wow. Wow. Đấy. Nó chảy mạnh quá các bạn ạ. Rồi. Bên kia tay ăn toàn cái ngon rồi. Đây, đây. Wow. Mi. Wow. Wow. Không đeo được miếng nào các bạn ơi. Không đeo được miếng nào. Đấy. Đầy bát luôn anh Hoàng nhìn này. Các bạn ơi. Có cả sông này. Có cả sông luôn. Sông. Đấy Nguyên này. Mình ăn cả sông luôn. Tổ bạn ạ. Ngon thật. Tiếp đi. Nhưng mà bên kia ăn toàn hết của mình thôi. Còn cái con bên kia ăn hết.
Rồi các bạn ơi, mì trôi đang thả các bạn nha. Yeah. Đấy, nhìn chưa? Thả đi em ơi, mì trôi. Đó. Anh em thấy chưa? Wow, nó chảy trôi xuống các bạn ơi, nhìn thấy chưa? Đấy. Ăn đi. Đấy. Anh ơi. Rồi, đang thả đây, không phải vội đâu. Mấy con lợn đi. Đấy các bạn ơi, nước nhiều. Wow, mì trôi. Sung này các bạn ơi, con cá sung này. Bắt sung thả sung luôn em ơi. Wow, nước chảy các bạn nhỉ. Wow, mì ơi, mì ơi. Wow. Đấy, ăn đi. Thưởng rất nhiều các bạn ạ. Nguyên. Đấy, rất nhiều đồ ăn luôn. Mình chắn hết các bạn. Ăn đi. Mình chắn hết các bạn ơi. Quá ngon. Còn cái ly mình cứ gặp đầy bát rồi mình mới ăn các bạn. Cho dưới nhìn hết. Quá quá. Làm gì còn này. Lên. Làm gì còn. Mình cứ gặp ở đây mình ăn các bạn. Ăn mày lên. Ăn mày lên. Đấy rất ngon các bạn ạ. Con em ăn kiểu này thấy vui không? Vui, quá vui luôn. Đấy, đây là mì trôi các bạn nhá, phong cách của Nhật Bản các bạn ạ. Wow. Ăn rất là ngon. Wow các bạn. Cố lên. Đấy. Mà tiếp đi, mì trôi tiếp theo. Đấy, cương. Ngon các bạn ạ. Mình chắn hết các bạn ạ. Đấy, ui, wow. Em ăn rất tham các bạn ạ. Mình chắn hết các bạn ơi. Nguyên. Ai bảo cái tội đòi đứng sau. Nguyên. Chừa cái tội đến sau. Rồi. Thả tiếp đi. Hết nước. Hết nước rồi á. Rồi. Đấy các bạn ơi. Hết đồ ăn rồi các bạn ạ. Hết nước luôn. Thì các bạn ạ, chắc là mì trôi không thả nữa rồi các bạn ạ. Ngon lắm rồi. Đấy. Thì các bạn thấy cái video này của mình hay, nhớ like và chia sẻ với ủng hộ mình nha. Yeah. Có em trải nghiệm ăn mì trôi dưới nước thế nào? Quá vui rồi. 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 Rồi anh ơi. Vui lắm các bạn. Ok. Thì chắc clip của mình xin dừng lại tới đây các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye.